Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đâu thì cho quý nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mình chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện tối nay của quý nhà nhé. Mới vừa đây thì trên trang Facebook cá nhân của nhạc sĩ Đông Sơn là một người bạn, một người đã từng có rất là nhiều cái kỷ niệm đối với cô hai tại sân khấu Paris By Night. Và nhạc sĩ tài hoa này cũng đã tìm lại và đã hoàn thành xong một cái bài hát mà lúc còn sinh thời cô hai chỉ tập nháp thôi quý cô chú anh chị. Và bài hát này mang tên là Phù Dung. Và ca khúc này lần đầu được phổ biến tại lễ đốt nén tri ân ca sĩ Phi Nhung. Dạ vâng, thì nhạc sĩ Đồng Sơn đã chia sẻ rất là xúc động như thế này. Ngày 24 tháng 9 của năm 2019, Phi Nhung đã đến phòng thu của mình để thu âm một bài hát. Và đó cũng là lần cuối mình gặp Phi Nhung. Sau khi thu xong thì Phi Nhung đã mượn phòng thu để tập một bài hát mới. Tập xong thì mình mix tạm một bản để cho Phi Nhung về nghe và xóa session đó đi chỉ vì một buổi tập thu nháp. 3 năm sau, người nhà của ca sĩ Phi Nhung tình cờ thấy bản nhạc này trên email mà mình gửi cho Phi Nhung. Họ đã nhắn tin nhờ tìm lại session ấy với hy vọng có thể là recover lại được tiếng hát. Mình tìm nhưng thất bại, bởi nhớ là đã xóa đi vì chỉ là một buổi thu nháp thôi. Và cũng không biết được rằng là có phải cô hai linh thiêng hay là vì một cái điều gì đó được gọi là thần diệu, thì nhạc sĩ Đồng Sơn đã tìm lại được cái bản nháp mà nhạc sĩ đã từng xóa. Và hiện tại bây giờ thì bài hát đã được nhạc sĩ mix cũng giống như là làm master ngay. Và may sao là bài hát này đã kịp lúc cho lễ tiểu tượng của cô hai. Và bài hát đã được ra đời, một bài hát mới nhất và chưa từng được phổ biến trước đó của cô hai. Chắc chắn rằng là đây là một cái sự kỳ diệu nào đó. Và qua tất cả những cái sự việc sâu chuỗi, những cái sự hiển linh của cô hai dường như nó vẫn đang hiện hữu ở đâu đó. Và chắc chắn rằng là ở một nơi nào đó cô hai đang dõi theo cái bước chân của tất cả mọi người và biết được những cái việc làm thật sự là ý nghĩa, thật sự là ấm lòng một người đã khuất. Và cũng chỉ mong rằng là cô hai sẽ luôn mỉm cười, bởi vì cái tình thương của mọi người dành cho cô hai nó luôn là đặc biệt, nó luôn là mãi mãi. Và nếu như quý cô chú anh chị em nào mà muốn nghe cái ca khúc do chính cô hai thể hiện thì chúng ta có thể là vào cái kênh YouTuber của phía bên trung tâm ca nhạc lớn tại hải ngoại để chúng ta có thể là nghe nhé. Dạ vâng, một người nghệ sĩ thì không có cái gì được gọi là quý hơn khi cái tình cảm của mọi người dành cho mình. Mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có được cái sự ưu ái, cái sự yêu thương chân thành của mọi người như vậy đâu. Cho nên rằng là cô hai đã có một cái cuộc đời chưa bao giờ là vô nghĩa cả. Cho dù cô ấy có ra đi mãi mãi, nhưng cái hình ảnh của cô ấy, cái tên tuổi của cô ấy, cái tiếng hát của cô ấy, nó vẫn còn ở đâu đó. Nói thì nhiều người người ta không tin, người ta cứ nghĩ rằng là mê tín đồ này nọ các kiểu, chứ người mất là hết rồi. Chứ nhưng mà dường như cô hai á, kể từ khi mà cô ấy ra đi cho đến nay á, ta nói có rất là nhiều cái câu chuyện ly kỳ kỳ bí mà thật sự không ai có thể là lý giải được. Không phải rằng là nó đến một cái cách được gọi là trùng lặp, mà đó dường như có một cái sự sắp đặt của một người nào đó. Cho nên rằng là cô hai ra đi không phải là hết, mà cô hai ra đi là bắt đầu cho những cái sự việc, những cái sự yêu thương đong đầy của tất cả mọi người dành cho cô ấy, cũng giống như là những cái con đường phẳng lì cho hậu duệ của cô hai có thể là đi. Mà nói như thế này á, để cho bên bộ kền kền quẩn cờ cũng biết được rằng là ví dụ như mà mình xúc phạm một cái người mà còn sống á, người ta có thể là bỏ qua tha thứ hoặc là người ta có thể vị tha cho mình. Chứ nhưng mà mình nói những cái lời cay nghiệt đối với một cái người đã khuất á, thì chắc chắn rằng là cái nghiệp đó mình gánh cả đời cũng không bao giờ mà hết nghiệp. Cho nên á, các con của cô hai thì càng ngày càng thăng tiến, còn bản thân của anh cờ càng ngày càng tụt lùi. Mà một người nghệ sĩ,
một người trẻ tuổi giống như anh Cờ, cái điều đòi hỏi cần nhất đó chính là cái thông điệp biết ơn biết nghĩa. Sống là phải biết trước biết sau. Mà cô hai từng nói kỹ lắm, là nếu như anh ta không có được những cái tố chất của một người nghệ sĩ, một người sống vì người khác, cũng giống như là biết yêu thương chân thành, thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ mà có được một cái tương lai sự nghiệp tốt được. Cho nên bản thân của anh ta cứ nghĩ rằng là cô hai nói là nói như vậy thôi, còn bản thân của anh ta đâu có nghe đâu. Cho nên bây giờ nhận lấy cái hậu quả mà thật sự là e chè đó. Vừa qua đó quý cô chú anh chị, nguyên cả một năm ra rã về cô hai, rồi chính thức cái anh ấy tây kia cũng đội nón mà đi, rồi đến cái cô hề kia cũng đội nón mà đi, rồi sắp tới đây sẽ có nhiều người bên phía đã từng ủng hộ cô hề và lên tiếng để có thể là mạt sát cô hai, cũng sẽ đội nón mà ra đi dần dần. Cho nên rằng là bản thân của anh Cờ và chị gái mưa của anh ta cũng như vậy đó, thiêu dệt bịa đặt cho cố vô. Mới vừa đây thì ở cuốn nhà còn nghe phía bên của chị gái mưa anh Cờ còn thách thức nữa kìa, nói đủ điều đó. Nghĩ làm sao mà lấy cái câu chuyện trong lễ tiểu tượng của cô hai ra làm một cái trò đùa của bản thân mình, thì nghĩ rằng là những con người đó có nghiệp hay là không. Ta nói còn trẻ, sức dài, vai rộng, mình đi cái con đường chậm mà chắc thì không đi. Mà ta nói tự nhiên bản thân của mình ưng đâm đầu vào những cái mà không bao giờ mà gỡ ra được. Bây giờ thì thấy đơn giản rằng là người ta cho tiền mình, người ta tung hô mình, thì mình vui mừng, mình phấn khởi vậy đó. Chứ nhưng mà thực tế, nhìn từ cái cốt cách ở phía bên trong, bản thân của anh ta thì không có cái gì ngoài cái sự việc được gọi là hô hời, với những cái câu chuyện vẽ toàn là ảo tưởng sức mạnh không à. Nói hoài mà người ta cứ nghĩ rằng là họ có giá trị lắm vậy đó. Mà không phải giá trị đâu quý cô chú anh chị, cái đó là lợi dụng người khác. Cũng nhờ vào cái tên tuổi của cô hai mà anh ta mới bám víu vào cái scandal cho đến tận bây giờ đó. Và cũng nhờ vào cái tên tuổi của cô hai mà anh ta lấy đi cái sự thương hại của vô số người. Rồi cũng nhờ cái sự thương hại đó mà không cần đi hát vẫn có tiền. Cho nên á, cho dù bác ba mặt có nói hàng trăm hàng nghìn lần anh ta hiền hay anh ta ngoan thì cũng không ai tin. Bởi vì sống trong chăn thì mới biết chăn nó có rặn, sống lâu thì mới biết được lòng người. Và 6 năm vừa qua nó tuy là không dài nhưng nó cũng không ngắn, đủ để cho cô hai và gia đình của cô hai biết được lòng dạ con người là nó như thế nào. Ta nói người ta im lặng không phải rằng là người ta bỏ qua cái câu chuyện này đâu. Người ta không có muốn so đo, người ta cũng không có muốn là ăn hiếp người này người kia. Chứ nhưng mà làm thì làm lố, làm thì quá đáng, tày gan tày trời. Ta nói coi trời bằng vung, coi cái người ơn của mình không có ra gì. Cho nên rằng là buộc lòng người ta phải làm những điều mà họ cần phải nên làm. Cho nên bản thân của anh Cờ hay chị gái mưa của anh ta cứ nghĩ rằng là phía bên gia đình của cô hai im lặng rồi, cô hai mất là hết rồi, coi như không ai biết hết trơn hết trọi. Không phải người ta không làm gì đâu, mà chỉ qua rằng là người ta không cần phải phô trương hay là khoe mẽ. Tự động đến một lúc nào đó cái câu chuyện của cô Hề mà ra ánh sáng đó quý cô chú anh chị. Tại vì nói thật sự bây giờ cái câu chuyện của cô Hề giờ nó rối rem lắm. Ta nói từ tình tiết này nó dẫn đến cái tình tiết khác rồi, nó mới cực kỳ mới. Mà quý nhà nghe đâu là trong thời gian sắp tới là cái tháng mới, tháng 10 đó quý cô chú anh chị, sẽ có một cái thông tư mới từ các bác lớn mà có liên quan đến cô Hề và các câu chuyện của anh Cờ đó quý cô chú anh chị. Cho nên rằng là bây giờ mọi người cứ chờ xem rằng là anh ta sẽ phải chịu cái kết cục như thế nào nhé.
Bây giờ mình nói vậy thôi chứ, nhưng mà phía bên của anh ta cứ nói rằng là mình nói điêu. Thì thay vì mình cứ đôi co với họ thì mình cứ chờ thêm. Câu chuyện của cô Hề chưa kết thúc, có nghĩa rằng là anh Cờ và chị gái mưa của ta đang nằm trên bàn căn. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại.